Tôi xin đề lê kính chào quý đạo hữu. Hôm nay chúng ta tiếp tục ngày 27 làm stream 365 ngày thiền quán đường tu giác ngộ và tiếp tục tụng bài kệ nền tảng của mọi thiền đức của ngài Lama Tông Khánh Ba sơ tổ dòng Nghệ Lức. Chúng ta bắt đầu. Quy và khai triển Bồ Đề Tâm. Sang ye cho tang cho ki cho nam la sang chum ba du đang y cam su chi đang y so yi bi so nam ki do la pen chin sang ye chum ba so sang ye cho tang cho ki cho nam la sang chum ba tu đang y cam su chi đang y so yi bi so nam ki do la pen chin sang ye chum ba so sang ye cho tang cho khi cho nam la sang chum ba tu đang ni kham su chi đang yi yi so yi bi so nam khi đô la pen chin sang ye dum ba so. Nơi phần pháp và tăng đoàn tuổi cao cho đến khi đàn giác ngộ con xin nguyện quy nhờ tâm ca tinh lì còn thương hiền như hạnh bồ thí vân vân, xin nguyện cho con đang có vi phẩm vì lời làm chúng sanh luân hồi. Nơi phần pháp và tăng đoàn tội cao cho đến khi đàn giác ngộ con xin nguyện phi nhờ tâm ca tinh lì còn thương hiền như hạnh bồ thí vân vân, xin nguyện cho con đang có vì phần vì lời làng chúng sanh luân hồi. Nơi phần pháp và tăng đoàn tội cao cho đến khi đàn giác ngộ con xin nguyện quy nhờ tâm ca tinh lì con thân hiền như hành bồ thị vân vân, xin nguyện cho con đang có vì phần vì lời làng chúng sanh luân. Ngày 27, nếu cố tình hành hung hay khinh thường đạo sư của mình thì chẳng khác gì là đang ra sức để rơi vào địa ngục. Lama Yoba Rinpoche thuyết giảng. Phỉ báng, giận hay phạm những lỗi lầm khác đối với đạo sư, hệ còn chưa hối lỗi với thầy hay là chưa vạn hồi mật thề kết nối sư đồ Samaya thì dù nhiều năm nỗ lực không ăn không ngủ để tu mật pháp, kết quả vẫn giống như là tu để đi vào địa ngục hay những nơi tương tự. Nội giận nói ở đây không phải là chỉ nội giận suông, mà là từ bỏ không còn xem thầy là nơi đáng cho mình tôn kính bằng tròn ba cửa thân khẩu và ý. Nói như vậy không phải là nói tất cả những pháp hành nghiêm mật này đều trở thành nhân đọa ác đạo hay không tích lũy được công đức. Dù ý nghĩ tiêu cực nặng nề có phát sinh, chúng ta vẫn có thể tích lũy được công đức nhờ tu nhiều pháp khác nhau như là lễ lạy Phật, cúng dường Phật. Đương nhiên rồi, những việc làm này dù chỉ là dựa vào năng lực của đối tượng thôi cũng đủ để tạo công đức. Tuy vậy, khởi ý nghĩa tiêu cực đối với sư phụ là gieo cả một ngọn núi ác nghiệp nặng nề đến nỗi thiện nghiệp tích lũy biến thành nhỏ nhoi không đáng kể. Không thay đổi ý nghĩ và hành động của mình thì dù có miên mật đến đâu
dù tu mật pháp hay tu pháp mật tông tối thường du già là đường tu chóng vánh nhất, thì cũng vì phạm lỗi với bậc thiền trí thức mà trở thành giống như là tu để vào địa ngục thay vì để giác ngộ. Ăn nhầm thuốc độc chết người, nhưng không chịu ngưng mà cứ tiếp tục ăn vào mãi, thuốc độc trong người sẽ có lúc mạnh đến nỗi dù thuốc giải độc cũng không thể cứu, chỉ có thể cứ thế mà bệnh rồi chết. Vướng lỗi khi nương kính đạo sư cùng dẫn đến kết quả tương tự. Mất tâm tôn kính đạo sư thì dù ráng mật pháp cũng chỉ giống như là ráng để vào địa ngục. Ác nghiệp tạo ra nặng nề đến nỗi thiền nghiệp có được điều trở thành không đáng kể. Giống như ăn nhầm thuốc độc chết người, dữ dội đến mức cả thuốc giải cũng không thể cứu. Nương kính đạo sư, nương kính thầy không đúng cách tái hại như thế nào, dù khổ công tu tập mật tông thì cũng chỉ như để đạt cảnh địa ngục và đài loại như vậy. Nền tảng mọi thiện đức của ngài là Ma Tsongkhapa sơ tổ dòng về lớp. Nền tảng mọi thiện đức là đấng tôn sư tử hòa tuyên hào, nương dựa đúng căn nơi thầy là gốc rễ của đường tu. Nay con nương sở tín hiếu này nguyện kiên trì cố gắng, xin hộ trì cho con tha thiết kính nương thầy. Thân người quý giá chỉ đến một lần thôi, tràn đầy nghĩa nhưng có lòng gặp lại, xin hộ trì cho tâm con không gián đoạn, ngày đêm luôn tận dụng tinh túy kiếp người. Cuộc sống này phù du như bọt nước, rà tan nhanh cái chết đến rất mau, sau khi chết tựa như hình vời bóng của thiền ác sẽ bám theo không rời. Nay con được sự tín hiệu này, xin hộ trì cho con luôn cẩn trọng, rời bỏ điều bất thiện dù bé nhỏ, hoàn thành mọi việc thiện dù khó khăn. Là thu thế gian là cánh cửa dầm vào khổ đau, vì không bền lâu cũng không đáng tin cậy. Nay con được sự tín hiệu này, xin hộ trì cho con phát chí nguyện cầu vui giải thoát, tự chi nguyện cầu giải thoát trong sáng chánh niệm chánh trí, và bấn phong dẫn sẽ phát sanh. Gốc rễ của chân pháp là giữ giới biển dài thoát, xin che chở cho con hoàn thành pháp tu trọng yếu này. Cùng như con trầm luân biển ta bà, hiện màu đa xanh của con cũng lạc vào nơi ấy, xin hộ trì cho con phán đường tâm bồ đề, để gánh lấy trách nhiệm giải thoát chúng sanh.
Nhưng pháp tâm Bồ Đề mà không giữ ba nẻo giới cũng không thể thành chánh quả. Nay con được sự tín hiệu này, xin hộ trì cho con dòng tâm tinh tấn giữ gìn Bồ Tát giới. Bao giờ tâm con thôi sao lầm, không chạy theo vọng cảnh, hiểu được ý nghĩa của thân tài, xin hộ trì cho con mau chóng khai mở từ trong dòng tâm thân. Con đường chỉ quảng bấn nhì, một khi đường tu phổ thông con hành trì thuần thục trong sáng, xin hộ trì cho con mở cánh cửa của những đứa con may mắn vào với kim cang thừa tối thượng. Lúc bây giờ nền tảng hoàn thành hai đại thành tựu là giữ gìn tuân tình giới hạnh và mộng thề sa ma gia. Nay con có được lòng tin vững chắc này, xin hộ trì cho con bảo vệ giới nguyện như bảo vệ mạng sông. Hiểu được ý nghĩa của hai giai đoạn tinh túy của kim cang thừa, từng tầm tinh chuyên không thôi chuyển công phu bốn thời, xin hộ trì cho con thanh tựu lời dạy của đấng đạo sư. Nguyện các đấng đạo sư dẫn con vào đường tu cao cả, cùng các bạn đồng hành trên con đường tu ấy có được đời sống lâu dài. Xin hộ trì cho con chinh phục mọi chướng ngại trong ngoài, nguyện mọi kiếp sau không bao giờ xa lìa đạo sư toàn hảo. Nguyện luôn vui trong niềm vui chánh pháp, nhờ đàn thiện đứng chứng địa chứng đạo, mau trong thành tu của kim cương trì. Cầu nguyện hồi hướng. Sang chung sen po rin bu chi ma khuê pa nam khuê yu chi khuê pa nam pa me pa yang gong du gong ni gong du bi vô su. Sang chung sen po rin bu chi ma khuê pa nam khuê yu chi khuê pa nam pa me pa yang gong ni gong du bi vô su. Sang chung sen po rin bu chi ma khuê pa nam khuê yu chi khuê pa nam pa mê pa yang gong ni gong du bi go su. Nguyện Bồ Đề tâm trang quý, nếu chưa đường phản sanh thì đường phản sanh mà tăng trường, nếu đã đường phản sanh thì không suy giảm mà mãi mãi luôn tăng trường. Nguyện Bồ Đề tâm trang quý, nếu chưa được phán sanh thì đường phán sanh và tăng trường, nếu đã được phán sanh thì không duy trì giảm mà mãi mãi luôn tăng trường. Nguyện Bồ Đề tâm trang quý, nếu chưa được phán sanh thì đường phán sanh và tăng trường, nếu đã được phạm sanh thì không suy giảm mà mãi mãi luôn tăng trưởng. Ye wa di di nu yu đang la ma sang ye dom yu ni do wa ching yang ma lu pa pe ki sa la go ba so. Ye wa di di nu du đang la ma sang
Nhờ con đứng nay nguyện con nhắn trong tận tụ của vị đạo sư Phật và nguyện giáng giang chúng sanh không chừa sống từng chừng trong cùng cảnh giới đó. Nhờ công đức này nguyện con nhắn trong tâm tụ của vị đạo sư Phật và nguyện dẫn dắt chúng sanh không chừa sống từng chừng trong cùng cảnh giới đó. Nhờ công đức này nguyện con nhắn trong tâm tụ của vị đạo sư Phật và nguyện dẫn dắt chúng sanh không chừa sống từng chừng trong cùng cảnh giới đó. Cầu nguyện trường thọ đến ngày Đức Lạc Lai Lạc Ma thứ 14. Đang đi đề quê khô quê trên cam di bên đang đề qua ma lô dung quê ni chỉ rằng y hoàng tế dinh gia sô y dê bê sĩ tha bà đô tên dô sĩ đang đi đề quê khô quê trên cam di bên đang đề qua ma lô dung quê ni chỉ rằng y hoàng tế dinh gia sô y dê bê sĩ tha bà đô tên dô sĩ đang đi đề quê khô quê trên cam di bên đang đi qua ma lô dương quê ni chỉ rèn di quê thế dinh gia số di ye ba si tha ba tu trên du si trên mặt đắng đường với quân bởi nổi tiếng ngài lang muôn mọi phúng lời và an lang không ngoại lệ đăng đại lượng quang thế âm thế dinh gia su xin ngài trụ thế cho đến khi cõi ta bà chấm dừng trên mặt đăng đường vây quanh bởi nội thế ngài là nguồn mọi phung lối và làm không ngoại lệ đăng đại lượng quang thế âm thế dinh gia su xin ngài trụ thế cho đến khi cõi ta mà chấm dừng trên mảnh đăng đường vậy quanh bài nổi tiếng ngài là nguồn mọi phúng lời và an lạc không ngoài lệ đăng đại lượng quang thế âm thế dinh gia số xin ngài trụ thế cho đến khi gọi ta bà chấm dứt nguyện đem công ơn này hồi hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đạo. Nguyện đem công ơn này hồi hướng cầu nguyện cho thế giới hòa bình chúng sanh thân tâm an lạc để tu tâm phẩm pháp trên con đường tu giác ngộ giải thoát cùng cầu nguyện cho phật tử trần thị xuân pháp danh diệu hoa sinh năm 1953 và trần ngô kim xuân pháp danh nguyên ngọc sinh ngày 13 tháng 12 năm 1934 và gia vong cờ sống ở Bradenton, Florida và phần tử Đinh Ngọc Lương pháp danh Quảng Minh Thiền sinh ngày 25 tháng 5 năm Kỷ Hợi. Con nguyện đem công đức này hồi hướng hết tất cả cho những người phật
tử này, để cầu nguyện cho những phật tử này bình tâm tiêu trừ, để có sức khỏe tu tập trên con đường tu giác ngộ giải thoát. Tashidele kính chào tạm biệt quý đạo hữu. Chúc quý đạo hữu thân tâm luôn an lạc và tinh tấn tu hành. Chúng ta sẽ hẹn gặp vào ngày 28, tiếp tục làm rim 365 ngày thiền quán đường tu giác ngộ. Om mani padme hum. 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 Om mani padme hum.